Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh cho biết, vừa tiếp nhận một trường hợp bé trai 6 tuổi nhập viện do bị bỏng độ 1, độ 2 vùng cằm, ngực, bụng, hai cánh tay, diện tích bỏng 11% cơ thể. Thời điểm bé nhập viện toàn thân chỉ khoảng 22 độ C, toàn thân ngâm trong thùng nước lạnh thời gian dài, khiến bệnh nhân bị hạ thân nhiệt đột ngột, sốc nhiệt, nguy hiểm sức khỏe. Đại diện bệnh viện cho biết, các bác sĩ phải ủ ấm bảo vệ thân nhiệt cho trẻ trước, sau đó mới xử trí vết bỏng. Bé đang được theo dõi sát bổ sung dinh dưỡng để tăng đề kháng và điều trị vết thương, hạn chế sẹo. Theo các bác sĩ, việc ngâm trẻ trong nước lạnh như vậy khiến trẻ bị sốc nhiệt do hạ thân nhiệt đột ngột, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.